Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2016, Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng năm. Cuộc thi không ngoài mục đích để kết nối hỗ trợ phong trào khởi nghiệp trong cộng đồng địa phương, hình thành nên nhiều doanh nghiệp mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Cuộc thi năm nay, dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng cũng đã thu hút nhiều ý tưởng, dự án tham gia. Vòng chung kết cuộc thi này sẽ diễn ra ngày mai với sự tham gia của 15 ý tưởng, dự án xuất sắc đã được ban tổ chức chọn qua cả vòng thi. Từ năm 2016 đến nay, đã có 5 cuộc thi để lại dấu ấn trong cộng đồng, nhất là tạo cơ hội để ý tưởng, dự án khởi nghiệp, thu hút thêm các nguồn lực, kết nối các hoạt động, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 là hoạt động trong khuôn khổ đề án của Đô khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 nhằm đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Thành công của cuộc thi góp phần nâng cao chất lượng và số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chúng tôi cho rằng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt là cuộc thi tìm ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng trong thời gian qua đã phát triển rất là vượt bậc, với sự tham gia rất là mạnh mẽ của các cái đối tượng mà có các cái mô hình kinh doanh mới, các cái sản phẩm mới cũng như là các cái phương thức kinh doanh mới. Năm 2021 là năm thứ 6 cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp tục tổ chức trên địa bàn tỉnh với số lượng hồ sơ tham dự tương đối lớn so với các năm. Tuy ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng cuộc thi đã thu hút nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quan tâm hưởng ứng và đăng ký tham gia. Trước đó, sau hơn 4 tháng phát động, quảng bá, tuyên truyền về cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 53 hồ sơ hợp lệ. Tại vòng chấm sơ khảo, ban tổ chức đã chọn được 25 ý tưởng dự án khởi nghiệp có tiềm năng tiếp tục tham gia cuộc thi ở vòng bán kết. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp, chế biến và khai thác tài nguyên bản địa có 13 ý tưởng dự án. Lĩnh vực ứng dụng công nghệ và ý tưởng dự án khởi nghiệp sáng tạo khác có 12 ý tưởng dự án. Để giúp các ý tưởng dự án có kinh nghiệm trong việc trình bày, thuyết trình dự án của mình, có sự chuẩn bị chu đáo trước hội đồng ban giám khảo cuộc thi. Ban tổ chức cuộc thi cũng đã tổ chức buổi tập huấn thiết thực, ý nghĩa. Bên cạnh đó, các thí sinh còn được các chuyên gia hỗ trợ định hướng phát triển ý tưởng dự án, đơn vị sản phẩm, thị trường, cũng như có cơ hội được kết nối, hỗ trợ ươm tạo, phát triển sau cuộc thi. Ban tổ chức cũng tìm kiếm những cái cá nhân, các cái chuyên gia, cũng như cơ quan quản lý liên quan đến các cái lĩnh vực mà các ý tưởng đã tham gia. Từ đó là đã có một số chuyên gia này đã có kinh nghiệm trong thời gian qua liên quan đến vấn đề khởi nghiệp và hỗ trợ cho các cái nhóm khởi nghiệp tại Thừa Thiên Huế. Nên là ban tổ chức cũng là hy vọng rằng là các cái chuyên gia, các cái cá nhân tham gia cùng với ban tổ chức để hỗ trợ cái nhóm này là thành công. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh đang chuẩn bị bước vào vòng chung kết. Tham gia cuộc thi, các ý tưởng dự án khởi nghiệp ngày càng thấy tự tin, vững bước trên con đường mình đã chọn, dù có đi đến đích hay không. Những gì họ có được là có thêm mối quan hệ, kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động kinh doanh khởi sự. Khi mình tham gia khởi nghiệp thì mình được tập huấn là các thầy là chỉ dẫn cho mình bước đầu tiên là đưa các cái kế hoạch đầu tư của mình vào cái dự án. Thứ hai nữa là hoàn thiện cái kế hoạch đó và cái ban điều hành của dự án là mình phải là giống như có một cái sự liên kết. Thì hôm nay được tập huấn, được các thầy, các anh chị đi trước rồi truyền in chia sẻ cho những kinh nghiệm về thuyết trình, chuẩn bị kỹ hơn về business model của mình, cho mình các dự án tài chính của mình kỹ hơn, chi tiết hơn, nói chung là rõ ràng từng con số hơn, các kế hoạch hành động nó chi tiết hơn, cho mình tự kiểm tra lại những vấn đề mà mình đã làm trước đó để mình biết ra dạy những cái điều gì mình còn thiếu sót. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh tiếp tục tìm kiếm lựa chọn ý tưởng dự án có tiềm năng để phát triển, để hình thành các doanh nghiệp mới, thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau vòng thi chung kết vào ngày 30 tháng 10 tới, ban tổ chức công bố kết quả và tổ chức trao giải cuộc thi vào tháng 11.
Những ý tưởng dự án đạt giải sẽ được tập đoàn Vicoland hỗ trợ thúc đẩy dự án phát triển từ việc ký kết hợp tác trong đề án cố đô khởi nghiệp giai đoạn 2021-2025 với tỉnh Thừa Thiên Huế.